Hay chào cả nhà. Thì chiếc ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là cái xe mua bán chó dạo của một người phụ nữ, mà người phụ nữ này cũng đã từng ghé ở máy ấm của Thi Lê nè cả nhà. Hôm nay thì chị lại quay trở lại máy ấm, chị chạy thẳng vào vào máy ấm luôn cả nhà. Chị nói không biết là Thi Lê có cứu hay không. Hôm nay chị mua được là tổng cộng là ba bé lớn với lại ba bé con đó cả nhà. Thì ba bé lớn này nè đó cả nhà thấy nè, rồi quá tội nghiệp luôn, ve mình mẩy ve rồi ướt nhem ướt nhẹp, rồi ba con bé chó con nữa. Thì cái số chó này giá cả như thế nào chị? Chị Thủy, Cái này chị nè tên thì Thủy đúng không? chị Thủy Dạ. thì ba con này sáu, tất cả sáu bé thôi. Chị em cứu nó thì chị để em 6 triệu thôi, em cứu nó em mua cho chị vô lò là bán được hơn nữa đó. Là 6 con 6 triệu. Sáu con này em 6 triệu Không bớt hả? Xuống bán cao quá vậy. cũng bớt được em, mà trong lò nó cũng cũng cái giá đó là em ơi, không Hay có hay bớt là được. chị thấy em cứu hộ chị bán mắc. Không phải đâu, em cứu nó chị Rồi. cũng muốn bán rẻ nữa chứ chị không bán mắc đâu. Bớt không chị? Không, em không có bớt được, cái này cái giá này là giá nó lắm rồi, không Là bớt được. 6 bé bao nhiêu? Bây giờ chị nói vậy nè, thôi em cứu hộ nó thì em cứu nó như kiểu mà thôi, chị phóng sinh cho nó cứu nó thôi. Giờ chị bắt em 1 triệu là tính 5 triệu đi. Là 6 bé 5 triệu. À, 6 bé em 5 triệu. Rồi. 6 bé 5 triệu nè cả nhà. Thì Thi Lê thực sự mà nói thì thấy cái giá cũng cao quá cả nhà. Bây giờ mà sao em hỏi thiệt là sao giá nó cao vậy? Không có cao, em chỉ Mấy con chó hỏi con này đâu có bao nhiêu tiền đâu. cho con này cũng lo, nó mua mắc lắm, mà mua về ra bán cho tiện, có nuôi mắc lắm á, cho con có đẹp mà em, cho tiện mắc lắm á. Làm trong này nè, mấy con có tiện nó vô rồi nó bán từ chiều bạc chiều mấy con đó, Trong lò hả? ở trên quá chỗ nó bán nuôi á, À. chiều chiều mấy con đó. Mà coi cứu em cứu hồ nó thì nó chỉ bán cho em rẻ, em cứu nó luôn chứ không mắc đâu. Bây giờ em nói chị nghe nè. Thì chị cũng đã đặt chân tới máy ấm em cũng 2 lần rồi. Đúng không? Đó. Thì cái này lần thứ ba. Thì bây giờ em nói chị Thủy nghe. Nhà cửa máy ấm của em ở đây. Em cũng mang hàng trăm con chó thì chị cũng thấy rồi đó. Chị bước vô chị cũng thấy rồi đó đúng không? Quá trời luôn đúng không? Đó. Thì thôi. Em thật sự thì em rất là đuối luôn, em không có tiền. Đó, em không có tiền chị. Thì bây giờ em nói chị được á thì chị ấy, còn không được á thì em cũng nhắm mắt em niệm Phật A Di Đà Phật, em làm ngơ thôi. Chứ không biết phải làm sao. Thì bây giờ 6 bé này thì em sẽ gắng cố gắng giải cứu cho 6 bé này nó sống thêm một lần nữa. Nhưng mà chị cho em cái điều kiện á là chẳng hạn như chị để, chẳng hạn như em giống như em tạm giữ 6 bé này ở máy ấm của em, chị cho em thời gian khoảng 1 tuần được không? Còn không được, em chuyển cái vốn chị khổ lắm, chuyển cái vốn vốn mà giờ bây giờ thí dụ chị làm mấy con chó, bắt mấy con chó này về tới mấy trăm ngàn bạc thì về lo chồng lo con, mà không có vốn. Ví dụ dài 3 ngày thì được, chứ 1 tuần nó xa lắm, chừng 2 ngày được, 2 ngày em có em thích đó chị cũng được. Là 1 tuần không được Không, 1 tuần không được, chị có vốn đâu đi chợ, khổ hả? vậy đó, khổ vậy đó. Trời ơi, thật sự chị cũng thấy mỗi ngày nuôi ở đây, nuôi chó này tốn hàng trăm ký gạo, rồi tốn hạt, tốn thuốc thang quá trời luôn. Mà chị biết nhất là những con chó con thấy tội nghiệp quá, phải tốn tiền mua thuốc ve chích ngừa nó quá trời ve luôn. Mà chị mấy mấy con này là ở đâu chị, có giống như là người ta ăn trộm đã bán chị hay là chủ bán hay Chị sao chị? bán đó em, chị Chủ bán bán đó, hả? đó. Ở Đó. nhà ví dụ người ta không có tiền, người ta đóng tiền điện hay đóng tiền học cho con vậy, bán bớt cho con vậy đó. Dạ. Thôi bây giờ em nói chị nghe. Chị cho em 3 ngày được không? 3 ngày. 2 ngày đi, ba nhiều quá. Rồi 2 ngày thôi. 2 ngày hả? 2 ngày không có tiền, chị không có tiền lo sờn xoay sở đủ thứ tiền em ơi, không có tiền. Đó. Thì chị bán là coi như bớt hết giá là 5 triệu đúng không? Bớt hết giá 6 luôn bé đó. 5 triệu. Rồi thì bây giờ em sẽ lấy cái chuồng để mấy bé đỡ vô đây. Em bay Thì vô đây. trong vòng 2 ngày, có thể hơn xíu gì đó, thì chẳng hạn như em sẽ gọi điện thoại cho chị Thủy, em xin số tài khoản của chị luôn. Chúc Không, cho chị không chị có chứ. tài khoản đâu, em gọi chị ra chị lấy cho chị, nghèo khổ không có tài khoản đâu. Rồi, là em sẽ gọi cho chị, chứ em cho em xin số điện thoại của chị ha. Còn không thì đúng 2 3 ngày chị chạy vô đây em đưa tiền nha. Rồi để bây giờ em lấy chuồng nha chị nha. Đó cả nhà,
Thì bây giờ Thi Lê sẽ mua 6 con bé này, 3 con bé lớn, 3 con bé nhỏ, là chị Thủy, người phụ nữ mỗi ngày chuyên đi mua bán chó rồi giao vô cho lò mổ. Thì hôm nay chị ghé lại máy ấm lần thứ 3, thì với 6 con bé chó này, 6 con bé chó là 6 con thì chị bán là 6 triệu mà chị bớt là 1 triệu. Đó, thì cho Thi Lê thời gian là 3 ngày đó cả nhà, để mà Thi Lê có thể mà kiếm tiền để trả cho chị Thủy cả nhà. Tội nghiệp bé quá. Để em lấy chuồng nha chị. Này chủ người ta không có nghèo quá, không có tiền bán hay sao chị? À, chủ nghèo không có tiền. Hay là quậy? Ở quê á, cái rủ không có tiền lắm, tiền điện, tiền nước, có con thì quậy. Chứ lắm nó sợ ta nuôi lên, nó quậy mà cũng bán. Rồi nhầm nước cũng có tiền điện, có tiền nước cũng bán. đủ chuyện ha. Rồi đúng 2-3 ngày nữa quay lại nha. Dạ. Rồi mấy tiệm đưa chị nha. Dạ. Chứ thấy tụi nó đưa vô lò tụi nghiệp quá. Dạ.